Xin chào các bạn. Hôm nay trong video này, mời các bạn nghe một mẫu tin ngắn liên quan tới việc phòng chống COVID-19 của tỉnh bang Ontario ở Canada, phát ngày 20 tháng 9. Good evening and thank you for joining us. If we have learned anything from the first wave of the pandemic, it's that COVID-19 can be contained through aggressive measures. In Ontario, officials are so worried about the recent rise in cases, the government has extended restrictions on private gatherings to the entire province. Indoor gatherings are now limited to 10 people. Outdoor gatherings are limited to 25 people. All gatherings still require physical distancing. The province is in the process of imposing new fines for people who throw large parties. The organizers face fines of at least $10,000, and guests can be fined $750 each. Sau đây là những từ vựng mà các bạn cần nắm vững để có thể nghe hiểu được mẫu tin này. Động từ join là tham gia cùng với ai trong một hoạt động nào đó. Join. 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 Thí dụ: We join countless Americans in mourning the loss of a truly great woman. Chúng tôi cùng với biết bao người Mỹ vô cùng thương tiếc vì đã mất đi một người phụ nữ thật sự vĩ đại. We join countless Americans in mourning the loss of a truly great woman. Tính từ aggressive trong mẫu tin này nó dùng để diễn tả tính chất cứng rắn, mạnh mẽ và rất quyết tâm nhằm để đạt được kết quả mong muốn. Aggressive. 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 Thí dụ: Aggressive measures. Những biện pháp cứng rắn. Aggressive measures. Động từ contain trong bản tin này có nghĩa là ngăn chặn, khống chế cái gì đó không cho nó lan tràn gây tác hại. Contain. 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 Thí dụ: COVID-19 can be contained through aggressive measures. COVID-19 có thể được ngăn chặn bằng những biện pháp mạnh. COVID-19 can be contained through aggressive measures. Danh từ province là cấp hành chính địa phương cao nhất của một số nước như ở Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, v.v. Ở đây, trong mẫu tin này, province là đơn vị hành chính lớn nhất của Canada, tương đương với một tiểu bang của Hoa Kỳ và một số nước khác như Úc hay Đức. Province. 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 Thí dụ: Canada has 10 provinces. Canada có 10 tỉnh bang. Canada has 10 provinces. Danh từ price là sự gia tăng về số lượng, mức độ hay giá trị của cái gì. Đây là từ có liên quan với động từ rise trong mẫu tin số 3. Rise. 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 Thí dụ: A rise in coronavirus cases.
một sự gia tăng về số ca nhiễm virus corona. A rise in coronavirus cases. Tính từ recent là vừa mới xảy ra cách đây không lâu. Recent. 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 Thí dụ. In Ontario, officials are so worried about the recent rise in cases. Ở Ontario, các quan chức đang rất lo lắng về sự gia tăng gần đây của các ca nhiễm. In Ontario, officials are so worried about the recent rise in cases. Danh từ restriction được dùng để chỉ một quy định hoặc điều luật được đưa ra nhằm để hạn chế điều gì. Restriction. 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 Thí dụ. There are speed restrictions on this part of the road. Có giới hạn tốc độ trên đoạn đường này. There are speed restrictions on this part of the road. Danh từ gathering là sự tụ tập, sự tụ họp. Gathering. 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 Thí dụ. A family gathering. Một cuộc họp mặt gia đình. A family gathering. Social gatherings. Những cuộc tụ họp xã giao. Social gatherings. Tính từ private có nghĩa là riêng tư. Private. 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 Thí dụ. I need to have a private discussion with you. Tôi cần thảo luận riêng với bạn. I need to have a private discussion with you. Tính từ entire có nghĩa là toàn bộ, nguyên trọn cả cái gì, không có phần nào bị loại trừ hoặc bị bỏ sót. Entire. 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 Thí dụ. In the entire country. Trên toàn quốc. In the entire country. In the entire world. Trên toàn thế giới. In the entire world. Danh từ government là chính phủ hoặc chính quyền. Government. 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 Động từ extend là mở rộng, nới rộng về không gian, thời gian hoặc phạm vi của cái gì. Extend. 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 Thí dụ. The government has extended restrictions on private gatherings to the entire province. Chính phủ đã mở rộng các hạn chế đối với các cuộc tụ tập riêng tư cho toàn bộ tỉnh bang. The government has extended restrictions on private gatherings to the entire province. Tính từ indoor có nghĩa là trong nhà. Indoor. Indoor.
Indoor. Tính từ outdoor có nghĩa là ngoài trời. Outdoor. 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 Thí dụ. Indoor sports. Các môn thể thao trong nhà. Indoor sports. Outdoor activities. Các hoạt động ngoài trời. Outdoor activities. Thành ngữ limited to đi với động từ to be có nghĩa là bị giới hạn ở một chừng mực hay phạm vi cụ thể nào đó. Limited to. Limited to. Limited to. Thí dụ. The damage was limited to the roof. Sự thiệt hại chỉ giới hạn ở phần mái nhà. The damage was limited to the roof. Classes are limited to 25 children. Các lớp học được giới hạn ở mức 25 trẻ. Classes are limited to 25 children. Thuật ngữ physical distancing là cách nói khác của social distancing, tức là biện pháp giãn cách xã hội, bao gồm việc giữ khoảng cách an toàn giữa người với người và tránh tụ tập đông người nhằm để hạn chế sự lây lan dịch bệnh. Physical distancing. Physical distancing. Physical distancing. Động từ require có nghĩa là đòi hỏi phải có cái gì như là một điều bắt buộc. Require. 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 Thí dụ. All gatherings still require physical distancing. Tất cả các cuộc tụ họp vẫn đòi hỏi phải giãn cách xã hội. All gatherings still require physical distancing. Động từ fine có nghĩa là buộc ai đó phải trả tiền như là một hình phạt. Danh từ fine là số tiền mà người vi phạm phải nộp phạt. Fine. 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 Thí dụ. She was fined for speeding. Cô ấy bị phạt vì lái xe quá tốc độ. Chữ fine trong câu này là dạng quá khứ phân từ của động từ fine, dùng ở thể thụ động, có nghĩa là bị phạt tiền. She was fined for speeding. He got a heavy fine for drink driving. Anh ta bị phạt nặng vì uống rượu lái xe. Trong câu này, chữ fine không phải là động từ mà là một danh từ dùng để chỉ số tiền phạt. He got a heavy fine for drink driving. Thành ngữ throw a party là cách nói khác của have a party hoặc give a party có nghĩa là tổ chức một buổi tiệc. Throw a party. Throw a party. Throw a party. Danh từ process dùng để chỉ một loạt các hành động
hoặc thao tác để chế tạo hay thực hiện việc gì nhằm để đạt được một kết quả cụ thể. Process. 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 Thành ngữ in the process of doing something có nghĩa là đang trong quá trình thực hiện một công việc nào đó. Thí dụ: The company is in the process of moving to new offices. Công ty đang tiến hành chuyển qua văn phòng mới. The company is in the process of moving to new offices. Các bạn cần lưu ý, với ý nghĩa đang tiến hành làm việc gì, sau thành ngữ in the process of là động từ ở dạng thêm in. Động từ impose có nghĩa là đặt ra quy định hoặc điều luật mới buộc mọi người phải tuân theo. Impose. 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 Thí dụ: The province is in the process of imposing new fines for people who throw large parties. Tỉnh bang đang trong quá trình áp dụng các mức phạt mới đối với những người tổ chức tiệc tùng lớn. The province is in the process of imposing new fines for people who throw large parties. Danh từ organizer là người đứng ra tổ chức cái gì? Organizer. 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 Đây là danh từ được hình thành từ động từ organize, có nghĩa là sắp xếp, tổ chức hay thiết lập cái gì. Organize. 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 Danh từ guest là khách mời. Guest. 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 Động từ face có nghĩa là đối diện, được dùng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Face. 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 Thí dụ: The organizers face fines of at least $10,000 and guests could be fined $750 each. Những người tổ chức phải đối mặt với mức tiền phạt ít nhất là $10,000 và khách mời có thể bị phạt $750 mỗi người. The organizers face fines of at least $10,000 and guests could be fined $750 each. Vừa rồi là những từ vựng các bạn cần nắm vững để có thể nghe và hiểu được bản tin này. Mời các bạn ôn lại các từ vựng vừa mới học trước khi vào phần nghe bản tin. Join. Aggressive. Contain. Province. Rise.
Recent. Restriction. Gathering. Private. Entire. Government. Extend. Indoor. Outdoor. Limited to. Physical distancing. Require. Fine. Fine. Throw a party. In the process of. Impose. Organizer. Guest. Face. Bây giờ mời các bạn lắng nghe phần bản tin. Good evening and thank you for joining us. If we have learned anything from the first wave of the pandemic, it's that COVID-19 can be contained through aggressive measures. Good evening and thank you for joining us. If we have learned anything from the first wave of the pandemic, it's that COVID-19 can be contained through aggressive measures. Good evening and thank you for joining us. Good evening and thank you for joining us. If we have learned anything from the first wave of the pandemic, it's that COVID-19 can be contained through aggressive measures. If we have learned anything from the first wave of the pandemic, it's that COVID-19 can be contained through aggressive measures. In Ontario, officials are so worried about the recent rise in cases, the government has extended restrictions on private gatherings to the entire province. In Ontario, officials are so worried about the recent rise in cases, the government has extended restrictions on private gatherings to the entire province.
In Ontario, officials are so worried about the recent rise in cases. In Ontario, officials are so worried about the recent rise in cases. The government has extended restrictions on private gatherings to the entire province. The government has extended restrictions on private gatherings to the entire province. Indoor gatherings are now limited to 10 people. Outdoor gatherings are limited to 25 people. All gatherings still require physical distancing. Indoor gatherings are now limited to 10 people. Outdoor gatherings are limited to 25 people. All gatherings still require physical distancing. Indoor gatherings are now limited to 10 people. Indoor gatherings are now limited to 10 people. Outdoor gatherings are limited to 25 people. Outdoor gatherings are limited to 25 people. All gatherings still require physical distancing. All gatherings still require physical distancing. The province is in the process of imposing new fines for people who throw large parties. The organizers face fines of at least $10,000, and guests can be fined $750 each. The province is in the process of imposing new fines for people who throw large parties. The organizers face fines of at least $10,000, and guests can be fined $750 each. The province is in the process of imposing new fines for people who throw large parties. The province is in the process of imposing new fines for people who throw large parties. The organizers face fines of at least $10,000, and guests can be fined $750 each. The organizers face fines of at least $10,000, and guests can be fined $750 each. Good evening, and thank you for joining us. If we have learned anything from the first wave of the pandemic, it's that COVID-19 can be contained through aggressive measures. In Ontario, officials are so worried about the recent rise in cases, the government has extended restrictions on private gatherings to the entire province. Indoor gatherings are now limited to 10 people. Outdoor gatherings are limited to 25 people.
All gatherings still require physical distancing. The province is in the process of imposing new fines for people who throw large parties. The organizers face fines of at least $10,000, and guests can be fined $750 each. Good evening and thank you for joining us. If we have learned anything from the first wave of the pandemic, it's that COVID-19 can be contained through aggressive measures. In Ontario, officials are so worried about the recent rise in cases, the government has extended restrictions on private gatherings to the entire province. Indoor gatherings are now limited to 10 people. Outdoor gatherings are limited to 25 people. All gatherings still require physical distancing. The province is in the process of imposing new fines for people who throw large parties. The organizers face fines of at least $10,000, and guests can be fined $750 each. Video này đến đây là hết. Chúc các bạn học tập vui vẻ và đạt được nhiều tiến bộ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.